mà chúng ta trong trong hộp chúng ta cố gắng tắt mic nhé, tắt mic và mở cam nhé. Rồi, xin mời giám đốc Phạm Văn Tấn của văn phòng nghiên thêm tiếp tục nào, giới thiệu sơ qua về văn phòng nghiên thêm hiện tại thì bên em là đang là giám đốc điều hành của bên chi nhánh như thế. Thì dưới em là có bạn Nguyễn Thị Huyền là phó giám đốc và bạn Nguyễn Văn Nghĩa là phó giám đốc. Và dưới đó thì còn 12 cán bộ tuyển sinh. Hiện tại bây giờ là đang ở văn phòng được 12 bạn. Thì cũng có bạn Yến, Phương, bạn Cường, bạn Hải, bạn Trung, bạn Miền, Phong, bạn Đạt và bạn Thùy ạ. Thì các bạn thì này mới vừa nhận về thời gian để mà triển khai về mạng du học sinh, du học nghề ở Úc, Đức và Canada. Còn trước đấy bên các bạn ở đây đều động trong lĩnh vực bất động sản hết em. Rồi, xin cảm ơn giám đốc Phạm Minh Tuấn. Cho mình hỏi là phó giám đốc Nguyễn Thị Huyền có ở đây không? Có. Thì xin mời giám đốc Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sơ qua về bản thân các bạn. Dạ, em chào anh chị ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Huyền, em Thị Huyền. Trước khi mà bước vào tham gia thì các anh em ở đây để tham gia các bạn về du học sinh cũng như là và công ty mình làm việc thì em cũng đã có kinh nghiệm ở trong các ngành hàng khác, ví dụ như là giáo dục này, bất động sản này, cũng như là về kinh doanh những cái hàng sản xuất tiêu dùng thì em cũng có tìm hiểu khoảng một năm, hơn một năm về bảng du học sinh cũng như là những cái vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mình. Thì em rất mong là khi mà được vào đây làm việc, cái thứ nhất là văn phòng kinh tế, cái thứ hai là bản thân em được nhận sự giúp trợ, sự giúp đỡ cũng như hỗ trợ cũng như chỉ bảo từ các anh chị ạ. Vâng, xin cảm ơn phó giám đốc Nguyễn Thị Huyền. Ở đây có còn một phó giám đốc nữa là anh Nguyễn Văn Nghĩa có ở đây không? Đồng Dung không? Chúng ta cùng làm quen rồi để biết nhau lắm. Có nhỉ? Xin mời anh Nguyễn Văn Nghĩa. Anh Nguyễn Văn Nghĩa có Đồng Dung không? Trong quá trình yêu cầu xét duyệt văn phòng thì chúng ta phải có đầy đủ bộ phận nhé, có cả giám đốc và hai phần giám đốc. Em chắc là phòng đang bị vót lại. Vâng, em cho anh chị ạ. Em là Nguyễn Văn Nghiệp, em sinh năm 1997. Em hiện tại đang đảm nhiệm vai trò là phó giám đốc của văn phòng kinh tế. Đây là lần đầu tiên mà em tham gia vào cái ngành tuyển sinh này nên là cũng rất là mong các anh các chị hướng dẫn cũng như chỉ bảo cho bọn em bên phía em nắm bắt thông tin cũng như là có kiến thức hơn trong cái lĩnh vực này để mà cũng phát huy cũng như là phát triển ạ. Dạ, em đồng ý. Vâng, ok, như vậy là bộ máy của chúng ta thì cũng có giám đốc Phạm Văn Tuấn và hai phó giám đốc là chị Huyền và Nghĩa này, tuyệt vời quá rồi, quá là năng lượng nhá. Thì có được nhìn thấy sơ qua về cái tờ trình, đọc qua về cái tờ trình về việc xét duyệt văn phòng này chưa? Thì
Trước hết đó, thì về cái bộ máy và như báo cáo của anh Tuấn thì hiện tại với đội ngũ tuyển sinh ở dưới anh Tuấn là gồm có 12 cán bộ tuyển sinh. Thì bây giờ cho mình hỏi anh Tuấn là trong 12 cán bộ tuyển sinh đấy thì có bạn nào là đăng ký đạt chuẩn chưa, đạt chuẩn cán bộ tuyển sinh chưa, ngoài ba đồng chí lãnh đạo ra? Thế nào vẫn chưa, các bạn vẫn chưa vào di chuyển được không? Ok. Cái thứ nhất, cái thứ hai là các anh chị ở đây là chắc cũng đã tìm hiểu về tập đoàn A của chúng ta, thì bây giờ anh Tuấn có thể là sơ lược qua về vì sao và thời gian nào lại anh biết về tập đoàn A? Vâng. Thì cũng tình cờ là em biết đến tập đoàn A của mình từ trước Tết năm vừa rồi thôi. Nhưng mà đến tháng 3 vừa rồi em mới có cơ hội để mà đồng hành cùng với cả bên A. Thì em thì người dân Bắc Giang và cũng biết qua một gọi là người Anh thì chị thì cũng làm về mảng xuất nhập khẩu của lao động của Nhật đấy, và cũng có giới thiệu về công ty A Group mình về mảng du học sinh nghề của Đức, Úc và Canada thì làm rất là tốt, là làm khá là lâu rồi. Nhưng mà em cũng đã tìm hiểu và có liên hệ với cả chỗ chị Hiền Nhung để tìm hiểu và thông tin về tập đoàn và kết nối với công ty tập đoàn. Thì sau một thời gian tìm hiểu về thông tin và kết nối thì em thấy là cái ngành nghề của mình nó rất là hay, rất là phù hợp với cả bọn em. Thì bọn em thì trước đây bọn em mở ra thì là công ty bên em là công ty về bất động sản, chuyên phân phối các cái bất động sản ở trên thành phố Hà Giang cho các chủ tư, thì cũng đã có sẵn một cái bộ máy để tiếp nhận bất động sản. Đó, thì đến sau đó thì cũng được chị Nhung chia sẻ về các cái lợi ích rồi những cái mà mình mang lại cho cộng đồng, những cái giá trị mang lại cho cộng đồng, em thấy rất là hay, nên em đã quyết định là nộp đơn xin để mà bằng học đại diện ở trên nhánh ở trên thành phố, ở trên huyện Yên Thế, thành phố Giang. Ok, xin cảm ơn. Cho em hỏi thêm một câu hỏi nhé. Thế bây giờ cái dự định của văn phòng đại diện của mình, nếu mà được tập đoàn xét duyệt đấy, thì cái kế hoạch sắp tới, cái định hướng sắp tới của văn phòng mình về cái kế hoạch kinh doanh của văn phòng mình sẽ như thế nào? Để sơ qua xem. Cái dự định chính của văn phòng mình sẽ như thế nào? Với em Quang đã chia sẻ qua là hiện tại bây giờ bọn em đặt ra mục tiêu là từ giờ đến cuối năm nay thì cái số lượng tuyển sinh nó sẽ ít nhất nó rơi khoảng tầm là 50 bạn ứng viên để tham gia vào cái chương trình du học nghề của mình, và sẽ cố gắng phấn đấu từ 50 bạn trở lên và chia đều cho các tháng, thì mỗi tháng sẽ có khoảng tầm là 7 đến 10 bạn sẽ tham gia vào cái chương trình du học sinh, du học nghề Úc, Đức và Canada của mình. Thì hiện tại chúng em cũng hôm qua là đặt văn phòng ở địa điểm là ngay ở gần chỗ cổng trường cấp 3. Thì bọn em thứ nhất là cũng liên hệ với các cô giáo, các thầy cô giáo ở trên nhà trường để có thể kết nối với các thầy cô giáo để mời về làm ứng viên về các làm cặp tuyển sinh. Thứ hai là kết nối với các phụ huynh. Thì thực ra hôm qua các cô giáo là cái cách mà kết nối dễ nhất và nhanh nhất, và tiếp theo có các bạn là có chuyên về marketing, chạy thông quảng cáo về Facebook và Zalo để mà được tiếp cận với cả phụ huynh, với học sinh, với địa bàn quốc gia. Thì bọn em không chỉ làm mới ở trên địa bàn trên huyện Yên Thế mà làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn. Thì nữa là định hướng của bên em về cái phương án triển khai học sinh dạy cho các bạn mà du học về Đức, Úc và Canada. Ok, tuyệt vời quá. Cảm ơn giám đốc Tuấn nhé. Cái chỉ tiêu tuyển sinh từ đây đến cuối năm là 50 bạn học sinh du học nghề Đức, Úc, Canada. Như vậy là bình quân mỗi tháng sẽ là 7 đến 8 học sinh đúng không? Đấy. Và chị có con số cụ thể như thế là quá tốt rồi. Nói chung là cố gắng, mọi người cố gắng nhé.
Thì cho mình hỏi thêm một cái câu hỏi nữa là ở cái vùng lân cận hoặc là ở cái chỗ mà mình đang sắp tới và đang chuẩn bị đóng văn phòng ấy, thì cái khu vực lân cận thì cái nhu cầu mà đi du học nghề Đức Úc Canada ở bà con xung quanh đó nó có tiềm năng không, có nhiều không? Thực ra thì trước đây đi du học về đi xuất khẩu lao động gần như là rất là nhiều, tức là trên những cái tỉnh gần về cũng như huyện Yên Thế hoặc là huyện Sơn Động Khúc Ngạn thì là rất là nhiều người đi, nhưng chủ yếu trên em trước đây là đều đi Nhật và Hàn là chính, chứ còn đi cùng các nước như châu Âu hoặc là Úc thì rất là ít, vì thực ra là cái việc tiếp cận với của họ là cũng chưa nhiều. Cái thứ hai là trước đây là cái chi phí để mà đi nó khá là cao, nên là gần như họ tiếp xúc được nhiều. Như hôm vừa rồi em chia sẻ với cả trên gần văn phòng, cạnh văn phòng ấy, thì cũng rất là nhiều phụ huynh họ đang có nhu cầu để mà đi cho con em mình đi theo dạng du học như vậy, vì thực ra họ không nghĩ là đi du học nó lại cái mức phí nó lại hợp lý như vậy. Như vậy là qua sơ bộ ấy thì mình cũng nắm được cái mục tiêu kinh doanh, mục kế hoạch tuyển sinh, rồi là cái thị trường, nắm được sơ qua về cái thị trường của văn phòng Yên Thế. Thì cho mình hỏi chuyển qua một tí là cái vị trí của văn phòng của mình ấy. Thì văn phòng mình ấy thì hiện tại là văn phòng của mình là văn phòng mình thuê hay là văn phòng của gia đình hay là như nào anh em nhà bác Quân ạ? Hiện tại thì văn phòng của em đấy là bên em là văn phòng đấy là thuê của nhà bác ruột nhà em. Thì thực ra bác đấy thì cũng là giáo viên dạy giỏi của cấp huyện ở cấp tỉnh ở đây, nhưng mà hôm vừa rồi thì cũng mới chia sẻ để bác đấy bác tham gia vào việc làm cán bộ tuyển sinh, mà em thì nhất là cũng mới chia sẻ với bác đã nhận lời nhưng mà chưa tạo được cái mã số cho bác. Thứ hai là cũng cái hệ thống của mình nó lỗi nên chưa chia sẻ để bác có thể thi đạt cái chứng chỉ của bên mình về vấn đề là tuyển dụng tuyển sinh, nên là cũng chưa cho vào, nhưng mà sắp tới là cũng mời nó của bác, cũng gọi là bác chủ nhà luôn vào trong hệ thống của văn phòng Yên Thế luôn đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn nhé, xin cảm ơn cho bác Quân. Thì qua những cái câu hỏi và những cái chia sẻ của giám đốc Tuấn và bên chỗ mình đã ghi chép lại và đã có một cái sự đánh giá chung, thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại và báo cáo về cho ban bộ phận sau. Thì bây giờ tiếp tục chương trình thì xin mời anh Long nhỉ, anh Long tiếp tục xét duyệt và đánh giá tiếp theo, xin mời anh Long. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Vừa rồi qua thì tôi cũng đã nghe anh Tuấn thì có giao lưu với lại anh Vinh là lúc chi nhánh ở Quảng Bình. Tôi thấy là những lực lượng với những lực lượng này của văn phòng Yên Thế Bắc Giang thì rất là ủng hộ và toàn các cụ trẻ với cái mục tiêu mà cuối năm mà đặt ra 50 hoặc là hơn 50 em như này thì tôi thấy là rất là khả quan. Đoàn người trẻ tuyệt vời quá, ăn được. Thế thì giao lưu với lại bạn Tuấn một chút là không biết là vì sao bạn lựa chọn AI đúng không? Dạ vâng, thật ra thì cảm ơn anh câu hỏi với anh Long. Thì em cũng xin phép chia sẻ với anh Long, chia sẻ với anh chị một chút. Thật ra trước đây là em cũng đã tìm hiểu khá là nhiều bên và cũng có rất là nhiều các cái đơn vị phát triển về xuất nhập khẩu rồi du học nghề Úc, nước Ca rất là nhiều trên Hà Nội rồi ở trên Bắc Giang cũng có. Nhưng thực sự là em thích một cái thứ nhất là cái môi trường của bên AI của mình nó bên mình cái rất là chuyên nghiệp. Cái thứ hai là cái hệ thống đào tạo của chúng ta cực kỳ tốt, là cái hệ thống từ ký túc xá rồi phòng đào tạo rồi các cái chất lượng giáo viên đào tạo rất là tốt. Thì em cũng đã tìm hiểu qua như là các đơn vị khác họ đào tạo ra làm sao, chất lượng như thế nào, tỷ lệ thi đỗ ra làm sao. Thì sau quá trình tìm hiểu đấy thì mình cũng thấy là AI là một cái đơn vị mà đào tạo cho đầu ra cho các bạn du học sinh để mà trước khi đi đào tạo tiếng rất là tốt. Thứ hai là về cái phí thì cũng
rất là hợp lý với cả, cả so với thị trường. Đó là những cái mà thực tế là em muốn đồng hành cùng với cả AI để mà phát triển về cái lĩnh vực du học nghề của Úc, Đức và Canada đến thời điểm hiện tại. Rồi, ok Tuấn. Thế thì Tuấn đã tham gia được bao nhiêu buổi đào tạo trực tiếp ở của tập đoàn? Hiện tại đào tạo trực tiếp thì em đã lên trên có được 2 buổi trực tiếp ở trên đó, còn đâu là đều là tạo ra trên online. Vâng, 2 buổi trực tiếp. Thế là Tuấn viết nghiên cứu và viết tập đoàn từ năm ngoái đúng không? Thế là tháng 3 năm vừa rồi thôi anh, em mới mới đăng ký tháng 3 năm vừa rồi đấy. Tháng 3 năm vừa rồi. Thế thì Tuấn đi đào tạo thì số anh em ở trong này thì có được người đi không? Hay là một mình? Cái đợt mà em đi đào tạo kiểu đó thì chỉ có một mình em thôi. Có một mình thôi, còn các bạn khác rồi là chưa đi. Rồi, thì các bạn chỉ được tham gia qua Zoom, chưa sử dụng tham gia trực tiếp tận nơi. Rồi, thế chủ tịch và thì tập đoàn mình tên là gì? Họ và tên. Cái câu này thì cứ bỏ qua đi Tuấn ơi, anh Long bỏ qua cái câu này đi. Bạn thì cũng chưa sang văn phòng Long Biên đâu anh ạ. Thế thì bạn Tuấn có thể cho biết là cái địa chỉ của tập đoàn AI và học viện ở bên Thằng Cầu là có mấy địa chỉ ạ? Ở bên Thằng Cầu thì hôm vừa rồi có tham gia ở trên Thằng Cầu thì bên mình đang có, hiện tại đang có là một địa điểm ở số 22 Võ Văn Dũng là em thường xuyên đến đó, và địa chỉ nữa là ở bên ngõ 61 Hàng Cầu. Địa chỉ của học viện AI Academy ở chỗ nào? Học viện AI Academy ạ.
Anh Long ơi, anh Long cho em góp ý một tí. Thực ra bạn Tuấn thì bạn ấy cũng đi một vòng tất cả các văn phòng của bên bên Hoàng Cầu rồi, từ tòa 22 Võ Văn Dũng cũng như là cái tòa học viện số 60 ngõ 61 Hoàng Cầu. Thì bạn Tuấn này cùng với cả cái bạn mà bên của bên Kama ấy, cái văn phòng mà ở thành phố Bắc Giang ấy, là các bạn ấy đã đứng với nhau chụp ảnh ở đấy hết rồi. Tuy nhiên là cái con số chính xác lại chắc là không nhớ chính xác. Và cái tòa học viện của chị Thủy thì bạn Tuấn bạn cũng sang hết rồi. Không, sang hết rồi, nhưng mà cái số thì nhiều khi các bạn sẽ không nhớ được hết. Thì thôi em sẽ gợi ý cho là cái tòa học viện mà cũ nhất và đầu tiên nhất sau cái khi mà rời khỏi cái tòa dịch thuật ý, của anh Tuấn là số 62 ngõ 19 Trần Quang Diệu, thì có chuyển vào cái tòa nhà số 3 ngách 34 ngõ 19 Trần Quang Diệu. Đó, thì cái tòa đấy cũng chính là cái tòa tiếng Anh của chị Thủy. Thì Tuấn là cũng đã qua thăm rồi. Số 60 ngõ 61 Hoàng Cầu thì cũng qua thăm và đào tạo rồi. 22 Võ Văn Dũng thì cũng qua thăm và đưa học sinh lên mấy lần rồi. Tại vì em Tuấn là cũng có hai lần đưa học sinh du học Úc lên rồi. Cho nên là tất cả những cái tòa ở Hoàng Cầu là em Tuấn ấy, em nắm hết rồi. Chỉ có duy nhất ở bên Long Biên là chưa sang thôi. Vâng ạ. Thế thì còn ở Hồ Chí Minh chắc là bạn chưa xem hết đúng không ạ? Chưa đâu anh. Vâng, chưa đâu ạ. Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ là bạn đang làm về bất động sản thì không biết bạn dành được bao nhiêu thời gian cho cái công việc du học này. Bởi vì cái mục tiêu mình đặt ra là 50 rồi với 50 em. Thì bạn dành được bao nhiêu phần trăm công việc thì cái thời gian trong công việc này. Với câu hỏi này của anh thì em xin phép chia sẻ là đúng là công việc của bên em thì trước đây đều là tập trung chính vào cái mảng là mảng bất động sản, và bên em thì cũng phối khá là nhiều dự án bất động sản. Những thời gian hiện tại vừa rồi là em cũng đã chuyển giao cho chỗ vợ em để điều hành, để em tập trung vào cái mảng du học nghề Úc Đức này. Thì em tập trung thì được 100% về cái phần và công việc về du học nghề Úc Đức và Canada này. Thì bởi vì sao, thì thật ra là đây là một cái lĩnh vực mới mà em mới tiếp xúc, có thể là về sale cũng sản về những cái kia thì em đã quen rồi, bộ máy nó đã làm lâu nên là cái việc hoạt động chưa chu. Nhưng còn cái vấn đề về du học nghề Úc Đức và Canada này thì em cũng mới tiếp xúc thôi, nên là em sẽ dành 100% thời gian để mà tham gia vào công việc của mình. Vâng, với cái mục tiêu là 50 em hoặc là hơn 50 em trong đấy đến cuối năm thì làm thế nào để đạt được cái mục tiêu này? Vâng, dạ vâng, thì em cũng vạch ra những cái phương án rõ ràng rồi. Cái thứ nhất là về tiếp xúc về trường, giống như cái câu chuyện anh em mình đã biết, mình đang triển khai thì bên em cũng đã tiếp xúc với các trường như ở trên liên hệ và các cái cô giáo. Thực ra thì các cô giáo ở trên trường dạy thêm cho các học sinh ở đấy cũng là một cái tiếp xúc rất là hay, rất là mở. Thì với những cán bộ giáo viên đó, em đang tiếp xúc và đang mời gọi là cán bộ tuyển sinh. Thế anh Tuấn đã đi vào được bao nhiêu trường cả? Đã làm hội thảo tuyển sinh ở trường nào chưa? Hiện tại thì em chưa làm hội thảo tuyển sinh ở trường anh ạ. Chưa làm ở trường nào đó. Dạ vâng. Chưa làm việc nào. Bây giờ mới tiếp cận thôi, thì bây giờ bạn sẽ tiếp cận nhanh vào. Bởi vì là và bây giờ các em đang muốn thi, có nghĩa là rất nhiều trường người ta cũng không vào, nhưng mà cũng có thể là không phải là ta không vào được. Nếu mà ta quan hệ tốt thì vẫn vào được trường. Bởi vì là hiện tại thì mỗi người một là các em đã thi xong và nghỉ, chỉ còn lại là 42 thôi. 42 là chúng tôi thi tốt nghiệp ở trường đấy. Thầy hiệu trưởng và giáo viên được là vẫn vào được đấy. Dạ vâng. Và các em ra vào thì chắc chắn là thầy hiệu trưởng vào 10 năm chắc chắn là được đấy. Dạ vâng. Thì cũng mà để xác định các trường em cũng rồi cũng đã nói chuyện với cả thầy hiệu trưởng ở trên nhà em rồi, trường gần nhà rồi. Thầy thì cũng đồng ý không phải là, nhưng mà thời gian vừa rồi cũng là đang thi nên là thầy phải làm cứ để từ từ đó. Thì em cũng chuyện thì với các thầy cô hiện tại đang đi dạy thêm cho các bạn
thì các thầy cô cũng sẵn lòng chia sẻ luôn cái điểm đấy thì để mà các thầy cô được và chia sẻ về cái việc du học nghề này cho các học sinh đang học thêm với thầy cô thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn và tốt hơn. Đó là chúng ta cũng cần tiếp cận đây nhá. Đúng rồi. Thì anh vâng, thế thì anh trước anh làm cái hiện tại bây giờ mình đang làm bất động sản thì cũng phải đào tạo thì không nhỉ? Anh là trưởng nhóm hay là em là giám đốc công ty ạ? À, giám đốc công ty thì nếu như làm về bất động sản thì chắc là mình phải có bao giờ không thể đào tạo cho anh em để làm bất động sản không? Dạ có ạ. Thật ra thì ngành nào cũng phải bắt buộc phải đào tạo đấy ạ. Và đối với ngành bất động sản cũng vậy, nó cũng sẽ là một ngành mà sale, ngành bán hàng thì trước tiên vào thì em cũng sẽ phải đào tạo về kỹ năng, về các cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng, kỹ năng học sản phẩm và cái kỹ năng tư vấn chốt khách. Đấy là những cái kỹ năng mà phải đào tạo cho nhân viên. Vâng, cái này thì cũng là một công việc quan trọng bởi vì là theo danh sách trong cái tờ trình đấy thì vẫn là giám đốc mình phải là người xây dựng về nguồn văn phòng mạnh được đúng không? Ta phải xây dựng về cơ cấu về tổ chức. Đấy, tổ chức thì ban lãnh đạo thì cũng có 3 người, dưới thì cũng phải có nhiều các học sinh phải đào tạo. Thì đây cũng là tuần chúng ta phải đào tạo cho anh em thì anh nghĩ là cũng là một cái thuận lợi, rất là thuận lợi. Để sau có thể là đào tạo cho các chuyên viên tục cũng như là đào tạo cho các cán bộ học sinh. Thế dưới tuần thì hiện nay là trong cái đội ngũ mà dạy cái bất động sản của tuần thì có bao nhiêu người? Đội ngũ của em ở đây thì nhân viên chính thức nó rơi khoảng hơn 20 người. À, tốt đấy nhỉ. Mình làm tại như thế rồi cả một cái quốc gia rồi đúng không? Dạ vâng. Từ chỗ Yên Thế và lên Bắc Giang thì thành phố khoảng bao nhiêu cây? Từ huyện Yên Thế nhưng mà địa điểm văn phòng lên đến thành phố Bắc Giang thì nó rơi vào là 25 cây. À. Thành phố 25 cây thì nó không cần. Bởi vì ngày nào thực sự thì trước kia ấy thì tập đoàn chưa thêm một cái địa chỉ ở Long Biên thì thế nào? Long thì từ nhà sang bên chỗ chỗ sở đấy, chỗ 7 cách là cũng qua sông Bồn. Rồi thì sang bên Hoàng Cầu là phải 24-25 cây đấy, ngày nào cũng đi. Thậm chí là không phải. Thậm chí là có học viên mưa thì cũng vẫn phải mặc áo quần áo mưa đi đấy. Là 25 cây, khả năng là bình thường. Dạ vâng. Với bọn em thì đi lại nó không tiện vì đường xá cũng dễ mà nó không như thế nào, mình là nó đông xe. Ồ, đúng rồi đấy. Chắc khoảng tầm mất 30 phút để về nơi thôi. Đúng rồi. Thế này đông xe đi tắc đường. Bây giờ là anh cứ sang với đông kia đông em, không có giờ đi cả sang Hoàng Cầu muốn đi đường tắc đường nó một ngày cứ chế lắm. Vâng. À, thế cho hỏi Tuấn tí là về cái sứ mệnh của tập đoàn là vấn đề nghiên cứu về sứ mệnh. Vâng, về sứ mệnh của tập đoàn thì em trước này em đang nghiên cứu nhưng mà gần là như nào thì nếu mà nói là đặc biệt nhất là hệ thống cụ thể thì việc quá lô na đấy nhé. Bảo là chính xác thì em sợ là nó hơi khó. Nhưng rồi, mà... rồi. Thế còn tầm nhìn thì bạn đã nghiên cứu chưa? Dạ, tầm nhìn em cũng đã nghiên cứu rồi. Thì bây giờ chị Nhung có gửi cho em cái bản mà cầm ra về bên mình ấy. Thì về phần sứ mệnh thì sẽ là giúp cho lực lượng lao động Việt Nam mình là có công ăn việc làm và thu nhập tốt và gọi là thay đổi các cái cuộc sống của người lao động của Việt Nam. Rồi đấy, mong là anh em văn phòng chúng ta là cùng sát cánh bên nhau cố gắng để mà xây dựng văn phòng ở trên thế Bắc Giang và phát triển mạnh mẽ. Đó là tầm nhìn của mình như thế nào? Với tầm nhìn của bên Liên Hợp Quốc hiện tại thì tầm nhìn đến năm 2030 thì sẽ đào tạo và kết nối với tầm 50.000 điều dưỡng viên và các ngành nghề khác tại Việt Nam và toàn cầu. Đúng rồi. Cái mục tiêu của tập đoàn rất lớn nên nếu mà đạt được mục tiêu của tập đoàn này anh em đều phải cố gắng.
đấy, vừa long thì các anh em cũng đang đều cố gắng và đang nỗ lực để tuyển sinh. Thế ngoài ra về tầm nhìn của tập đoàn thì còn luôn là lựa chọn đầu tiên trong cuộc sống mới nữa, đấy đấy là cái mới. Thế còn anh Tuấn cũng vào đào tạo nhiều vào các cái buổi online rồi, thì thiết lý kinh doanh của tập đoàn thì đang phổ biến hiện tại thiết lý như thế nào, thì kinh doanh cái triết lý kinh doanh này thì em đang phải chưa, đúng rồi, triết lý kinh doanh này chưa tham gia, vẫn đang rất là cả tập đoàn rất là tâm đắc đấy, rất tâm đắc về cái triết lý cái xe đấy. Bạn có thể là mọi định cái bộ được hiểu ra là cái xe là chúng ta về gì, nhưng mà cái công việc này nó không giống như đô la mà nó giống như buôn bán một cái mặt hàng ví dụ như là thương mại số quần áo là bán một tiền luôn, mà ta phải trồng không là ta sới thì ta mới có kết quả và ta thu hoạch, nó không thể nào mà chúng ta phải mất thời gian thì nó cũng nhanh như các cái ngành nghề kinh doanh khác, phải lâu dài nó là như vậy, chúng ta đang kiên trì đó. Thế còn cái giá trị cốt lõi của tập đoàn thì cần có tìm hiểu chưa? À, dạ em có tìm hiểu về sáu giá trị cốt lõi của tập đoàn thì là có nhất là tín, và thứ hai là tín tuệ tấn tốc công đạt tín tấn tuệ tấn tốc công đạt đúng không? Ừ. Vâng. Đấy là những cái giá trị cốt lõi của tập đoàn. Thế thì hiện tại các cái sản phẩm của AI Group thì bạn thấy cái sản phẩm Đức thì nó có cái gì nó ưu điểm hơn so với các cái sản phẩm khác, ví dụ như là ôm sản phẩm với sản phẩm mà du học nghề Đức hiện tại thì cái ưu điểm đầu tiên là chúng ta nói đến đó là cái miễn phí và cái học phí dành cho các bạn học viên, đấy là cái mà đấy là cái giá trị nhất dành cho các bạn học viên. Cái thứ hai là về công việc, là được đảm bảo công việc, có được công việc 100% khi mà sang đó tuyệt vời đúng không? Rồi, quá tuyệt vời đúng không? Nó cái này cái sản phẩm cũng rất nhiều. Thế thì bạn có biết là mình đang có những cái ngành nghề gì mà mình chuyển vào cái khác không? Hiện tại thì với ngành nghề của nước của mình nó sẽ là ngành cơ khí á, ngành xây dựng, ngành đồ bếp, ngành khách sạn và ngành điều dưỡng. Đó là những cái ngành chế biến thực phẩm nữa. Vâng. Thế thì ngoài những cái ngành này ra thì so với các sản phẩm mà ở Đức không có thì Úc sẽ có những sản phẩm nào mà nó khác những sản phẩm của Đức? Anh có thể kể ra một vài sản phẩm, một số cái ngành. Dạ vâng. Sản phẩm của Úc thì nó sẽ có những ngành như ngành công nghệ thông tin chẳng hạn. Rồi, ngành kinh doanh và thông tin. Đúng rồi. Đó là hai cái ngành mà... Ba nhất định. Vâng. Vâng. Thế còn được mầm non này, đúng không? Mầm non để chăm sóc sức khỏe thì mình cũng có rồi, nhưng mà trường cũng sẽ rộng hơn đúng không? Vâng. Vâng, thế cái giá thật là giá mà tập đoàn thu hiện nay đối với này Úc là bao nhiêu tiền là để dạ vâng, với cái gói của bên mình là hiện tại đang thu là 185 triệu gói các bạn du học nghề tại Úc. Vâng. Vâng. Thế thì ở bên Canada có giống ở bên Úc không? Canada với Úc là giống nhau nhỉ? Giống nhau, các ngành nghề giống nhau luôn đó. Vâng. Và chỉ có hiện tại thì chỉ có Đức là cái về cái mức phí để tham gia của mình nó sẽ khác một chút. Và nên Đức ở Đức mình thì hiện nay có mấy khóa học cái đăng ký ở hiện tại Đức là một nó sẽ có chia làm gọi là hai gói. Hai gói chính và trong cái gói đấy là sẽ để cho gọi là các bạn lựa chọn
là một là gói 225 triệu là sẽ dành cho các bạn không dùng chưa đã cái đấy là sẽ chưa bao gồm vé máy bay và các cái phần khác như là ký túc xá rồi ký túc xá Việt Nam và ký túc xá bên nước ngoài. 255 triệu thì đã sẽ bao gồm cả phí vé máy bay và ký túc xá Việt Nam. Vâng, đúng rồi. Đấy, như vậy thì em thấy là giá bên tỉnh nó có cao hay là thấp? Trong đó có con thị trường thì có thấy là người ta phản ánh là giá bên tỉnh nó cao hơn? Thực ra như này, em đã tìm hiểu thì nói bảo thấp thì cũng không phải thấp, nhưng mà bảo cao thì cũng phải cao. Vì thật ra với những cái tập đoàn như bên em ở trên Bắc Giang này có một tập đoàn ICO thì hiện tại họ cũng đang triển khai và cái mức giá của họ thì cũng khá là cao hơn mình khoảng tầm 70-100 triệu cơ. Với những cái đơn vị mà nó nhỏ lẻ nó bé hơn một chút thì thật ra họ cắt xén phần này phần kia đi ở trong cái phần này để giá trị thì nó cũng có thấp hơn một chút, nhưng mà cái đấy thì thật ra là cái giá trị của mình thể cảm thấy là như thế nào nó phù hợp và mà cái giá trị mang lại thì cho học viên nó là bao nhiêu. Vâng, ok, đấy mình thì so đã gọi là nhưng mà so sánh thì phải có người cao người thấp, nhưng mà thì mức giá của mình là nó rất tốt nên nhiều khi là cán bộ nhân sinh và các văn phòng của tôi thì cứ nói là anh ấy làm sao mà của mình cao thế, nó mình phải có cách giải thích nó như thế nào đấy để cho nó thuyết phục, đúng không? Đấy, như mình có đón ở cũng sang Đức là mình đón tại sân bay đưa về trường hướng dẫn làm thủ tục cho học sinh gặp vào trường đàng hoàng để bàn giao đúng không cho nhà trường hay là có văn phòng ở bên đó thì đang phụ trách ở bên Đức đúng không ạ, có văn phòng ở bên đó chúng ta mà nói thì em mà đi có hợp đồng ở sang Đức thì em đặt chân đến Đức là em sẽ phải làm việc và theo cái hợp đồng đó ngay từ lúc vẫn là hỗ trợ cho em trong quá trình học ở tại Đức đó thì là xa hơn ở cái đó, thế nên nếu mà so sánh ra thì bây giờ trong quá trình mà em học ở Mỹ Đức thì nó nảy sinh ra rất nhiều các cái vấn đề đấy mà cần phải văn phòng ai của chúng ta phải hỗ trợ Đức, và chính vì vậy nên là cái mức giá thì ở Việt Nam thì nó cũng trung bình thôi, không phải là cao, đúng không ạ? Có nhiều đơn vị người ta thấp nhưng mà về cơ sở đào tạo về giáo viên về vân vân về nhân ngoại rồi về văn phòng đó ta thấy là thị trường là Đức rồi là Úc hay là Canada hay là Mỹ chúng ta đều có các cái đối tác trường chúng ta đều được ký kết trực tiếp và chúng ta có văn phòng trực tiếp ở đấy, đúng không anh Tuấn Nhật? Đúng rồi. Vâng, thế còn cái khi mà xác định là mở văn phòng này thì vẫn đã triển khai cũng phải triển khai khi xác định mình là văn phòng mình đã triển khai công việc mình đã triển khai là gì rồi, đã triển khai công việc hiện tại thì em mới là đang đi kết nối với các giáo viên ở trên quanh khu vực, cái thứ hai là các hội phụ huynh ở trên khu vực để chia sẻ về cái giá trị của bên mình, thứ ba là đã làm các cái fanpage để mình chạy quảng cáo trên quá. Thế bây giờ còn một cái kênh nữa nhé, là cái kênh mà các tổ chức chính trị xã hội quần chúng nữa. Đúng rồi, là đoàn thanh niên phụ nữ đấy. Thì ở đấy thì huyện như thế thì trong huyện thì bây giờ cái cán bộ mà lực lượng mà làm bất động sản ta rất đông, họ đã đào tạo rồi thì anh em sẽ hỗ trợ một cái phần lợi rất là lớn để có thể nó hỗ trợ cho em em có thể tiếp xúc với những đoàn thanh niên của xã hay là phụ thôn đấy hay là phụ nữ, nhất là phụ nữ ấy phụ nữ tuyệt vời lắm, phụ nữ thôn là ngay từ công ty của con đấy của xã rồi đúng rồi đấy, các con nhà nào mà học cao đẳng đại học mà không mà đi làm công việc không được như ý hay là lương thấp này hay con nhà ai mà đang ổn định tốt nghiệp học phổ thông là một phụ nữ thôn là làm chắc lắm, không thể chạy vào đâu được đấy, ta phải tận dụng cái kênh đấy nữa thì chắc chắn là có thể gần trăm bộ hồ sơ một năm thì không phải là
như đó, tức là cái mà mình gọi là cố gắng sẽ phải đạt tới, và nếu trước đấy nữa là mình sẽ phải làm sau đấy nữa mà mình làm tốt hơn thì nó sẽ gọi là những bộ máy mình sẽ hợp lên đấy, giống như em nói trong kia chuyện kinh doanh bất động sản chẳng hạn, khi mà một công làm tốt rồi mọi thứ nó dễ dàng, mọi thứ bộ máy nó hoạt động theo dạng như nói luôn là đúng không, đó là nói rất là ok. Tôi cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Và sau đây thì Long xin được giao cho chị Tuyền ạ. Tuyền có đây không ạ? Xin giao lưu với chị Tuyền ạ. Tuyền Tuyền có đây không ạ? Tuyền có. Chị Tuyền ạ. Là phó giám đốc ạ. Huyền với Tuấn nó ngồi cùng chỗ ấy, thì khi có thể là nếu mà dùng hai máy khác nhau thì người này tắt mic đi thì người kia nói, không thì nó sẽ vang đấy. Và không thì dùng chung máy của Tuấn đi. Rồi, dùng chung máy của bạn Tuấn cũng được. Ồ, Huyền sinh năm 1992. Chị cũng đang kinh doanh bất động sản ở chỗ Tuấn này đúng không ạ? Dạ vâng, trước đây thì em cũng có tham gia bất động sản của em Tuấn ạ. À, trước đây thì còn bây giờ thì đang làm công ty thế à? Bây giờ em đang xác định theo mạng hôm nay ạ, thì em mới có mặt ở đất nước. Ồ, rồi, tốt quá. Tức là ngoài cái này thì mình còn làm cái gì nữa không? À, thật ra thì tới thời điểm này thì em xác định là chắc là em sẽ tập trung gần như là hoàn toàn thời gian vào mạng chứ không, tại vì là phương châm của em là nếu mà mình đã xác định làm cái gì đó thì mình phải bỏ thời gian tìm hiểu cũng như học hỏi về nó để mình làm, còn đã không làm thì không. Ồ, rồi thế tốt tốt như hiện tại thì mình đang làm công việc gì? Tại thì em có quản lý sàn giao dịch bất động sản ạ. Ông ơi giời ơi, thế tuyệt vời quá, tức quản lý Hà Nội cái sàn giao dịch chứ chứ to thế. Nhưng mà ông xã làm cái gì? Ông xã của Huyền cũng làm bất động sản. À thế à? Hay là Huyền là vợ của Tuấn à? À vâng, à thế thì này bật vợ con chồng tắt để đâu bạn tôi định hỏi là nhưng mà bất động sản làm gì mà có đồng ý cho vợ làm cô học không mà hai vợ chồng này thì là tuyệt vời quá. Thế thì nhất quả đất rồi, nhất thành quả rồi, cái này văn phòng phát triển mạnh lắm, phần vợ rất chồng. Và nếu như mà 100% thời gian cho công việc khoa học này, biết là anh Nguyễn Văn Nghĩa thì không biết, chị Huyền thì không biết là ai là phó giám đốc 1 và ai là phó giám đốc 2 là tranh anh Nghĩa với chị Huyền là tranh nhau rồi đấy. Anh Tuấn hay anh thu xếp. Vâng, cảm ơn chị Huyền nhá. Dạ, vâng, thì mong rằng là hai vợ chồng thì là đồng lòng thế này là tuyệt vời rồi. Xin giao lưu với anh Nghĩa một chút nữa không ạ? Vâng, chào anh ạ. À, Trọng Nghĩa, đúng rồi, Trọng Nghĩa. À, trên đường chị thì là Nguyễn Văn Nghĩa. Vâng. Anh Nghĩa, là gì chưa anh Nghĩa? À, em có gia đình rồi anh ạ. À, thế từ đi hiện nay thì đang hoạt động cũng là kinh doanh bất động sản. Dạ vâng, nhưng mà hiện tại thì đang tạm dừng lại rồi để chuyển sang mạng này với anh Tuấn chị Huyền anh ạ. À, chứ không biết là bạn đã thống nhất cái mã cán bộ chiến sĩ chưa? Cái đấy ạ, cái đấy thì chắc là phải một à cái đấy ạ. À vâng, vậy thì như thế là em đã làm qua để test rồi. Đã test rồi nhưng mà đã được cấp mã chưa? Đã có mã số chưa? Có rồi chứ, Nghĩa mới Huyền là mấy cả Tuấn là có rồi ạ. Đấy thì mà số bây giờ, có nghĩa là chi tiết thôi, hiện lên màn hình là mình cùng ngày xưa tổng giám đốc Siêu Trung cũng bảo Long ngày xưa Long mới vào là anh đã vào thì anh đăng ký xong rồi nó hiện lên màn hình là mình cùng chụp ngay. Còn đến đấy bây giờ nếu mà mình không chụp bây giờ mình cũng nhớ là mã số của mình như nào á. Đấy mã số rất quan trọng lắm, mã số đấy là nó đi kèm với lại cái tên của học sinh phẩm chuyển đấy. Lúc nào mình cũng phải nhớ đến nó. Thế thì không biết là các cái sản phẩm mà hiện nay thì anh đã xin phép rồi thì anh có nhớ các cái sản phẩm của Vi Hai không? Của bên em thì lúc mình thì em nhớ là đang có sản phẩm dọc đứng này,
và sổ Canada, sổ Úc, Canada, rồi ở bên Mỹ thì mình có những cái sản phẩm đúng không? Định cư. Ở bên Mỹ thì mình có định cư ạ. Anh Long ơi, đội này là chủ yếu tập trung là Đức Úc ca thôi, còn Mỹ đội này nó chưa quan tâm đâu. Đức Úc ca. Vâng. Đấy thì mình cũng hy vọng là mình chuyển chính thêm đúng không? Anh Long ơi, cái đội này là nó chạy chuyên chạy bất động sản, nó chạy cao lắm, nó không phải chạy ít như mình đâu. Đội này chạy bất động sản của bên Sen nó toàn chạy mấy chục thôi. Nhưng mà bây giờ là có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ mà đã
đã đạt chuẩn rồi đấy, từ lấy từ đốc chuyển vốn này. Hiện tại như em thì em trao đổi vừa rồi là với cả nhân viên về kinh doanh bất động sản thì em có hơn 200 người cơ, nhưng mà về mà du học nghề thứ này em hiện tại bây giờ dưới em là đang có khoảng tầm 12 nhân sự, công ty công tác viên. Và với các bạn có mã số bây giờ hiện tại mới đang thêm vào khoảng 6 bạn thôi 7 bạn thôi, và hôm vừa rồi đang để cho các bạn thi test những hiện tại những hệ thống của bên mình là đang lỗi. Đúng rồi, quá ok. 6 bạn bây giờ bạn phát triển gì đâu vào, cũng như giống như kiểu bất động sản ấy, nếu mà mình càng nhiều người, đúng không, mình tuyển dụng được càng đông người thì tỷ lệ mình bán được đất càng cao, đúng không, du học cũng thế, thì càng đông người tuyển dụng càng đông người thì cái tỷ lệ hồ sơ càng cao, bởi vì càng vui. Như Tuấn chẳng hạn thì mà có anh em họ hàng bạn bè với đội thì của mình, đúng không, vợ thì có cái mối quan hệ bên anh em họ hàng rồi thì cũ bác rồi ngoại nữa, đúng không? Bên bạn điện thoại nhiều lắm. Thế thì mỗi anh em ở trong này, mỗi người có mắt đi hết tốc lực thì ta cũng được nhiều lắm. Nói bây giờ thì tuyển dụng nhất chỉ thành chút, nhưng tuyển dụng thì thực ra thì mà tuyển dụng nhiều người mà nhiều người thì nó không khó, vì việc tuyển dụng mà em làm thường xuyên nó quen rồi. Nhưng mà để mà theo những cái lĩnh vực của mình ấy, thì nó cũng phải tùy từng người để mình có thể tuyển dụng về và làm sao để cho được việc. Thì nhiều quá giống khi đấy mình vẫn phải đi quản lý, mà trong mình kết quả nó cũng được nhiều, nó cũng ổn. Cái thứ hai là bọn em cũng vừa rồi làm việc với cả bên chỗ mấy cái văn phòng bảo hiểm các thứ cũng có và cũng đang ấy rồi, nhưng bây giờ bọn em này, em nói thật là em tính em thì cũng phải nói gì nó cũng phải chắc chắn một chút, nên là có văn phòng có thứ đại diện cho mọi thứ, có văn phòng hiện tại tự mình nói chuyện người ta làm việc nó dễ, chứ mình hiện tại bây giờ cũng chưa có cái gì quá nhiều để mình nói chuyện, thì em chưa làm việc sâu với họ về cái việc mà mời họ về sự khác đó. Còn có thể là tương lai sau này khi mà mọi thứ nó xong rồi, việc đã thứ ổn hết rồi các thứ rồi, thì là em sẽ làm việc sâu hơn và tiếp tục nhiều hơn. Đúng rồi, thì trước kia hay là Long ngày xưa mới vào ấy, cứ đi tuyển dụng, cứ khai hoang, cứ mở mang nhân dụng và trả cho học sinh đâu, bây giờ phải là tuyển sinh như đi đôi phát triển thị trường ấy, cứ đi phát triển thị trường anh mở mang khắp đây đó mà chúng tôi trả cho học sinh đâu, lo lắng. Nhưng mà tuyển dụng nhiều rất hay, đó là tao thấy tích cực tuyển dụng vào, nói thế thôi, tao tuyển dụng vào hồ sơ, bởi vì là chúng ta mà nói là cái chương trình đức của ta ấy là một trong những cái chương trình trọng điểm mà nó sẽ thành xu thế. Các bạn biết rồi đấy, ở Việt Nam bây giờ học cao đẳng đại học xong ra trường chả có công an việc làm, hay là phải đấu bằng đi vào các khu công nghiệp làm cho các doanh nghiệp nước ngoài làm công nhân khổ lắm, 6-7 triệu, 8 triệu một tháng, mà vào nhà nước thì làm hành chính chỉ có 5 triệu một tháng thôi, khổ lắm. Cái này thì làm sao mà nuôi được vợ con, đúng không? Dù học Đức nó đang là xu thế và lâu dài học Đức, nếu như mà anh em và các cháu nó đi Đức thì nó sẽ đi được làm ở toàn châu Âu. Châu Âu là chúng người cũng như thì rất đông, lượng lao động bây giờ châu Âu cũng chúng lắm. Bây giờ là những xu thế mà tập đoàn bây giờ đang làm thì nó còn lâu dài lắm, không biết đến năm nào nó mới kết thúc đấy. Mà tập đoàn mình cũng như thị trường đấy, còn Canada và Mỹ nữa, sau sẽ dùng một phát triển ra sang Pháp thì Anh nữa cũng nhiều lắm, bên mình là thị trường đẳng cấp thôi đấy. Mà để xét về xu thế đấy, về nhận thế đại Hàn hay Đài Loan thì bây giờ nó bão hòa rồi, với hai cơ chế về tư nó có rất nhiều đấy, nó không gặp như Đức, đúng không? Đấy là xu thế mà đang rất là hot đấy. Đấy mà ta mà bảo văn phòng được vào thời điểm này cũng là kịp thời rồi, bởi vì là tháng 3 năm 2 thì Đức họ mới giảm các tiêu chí để mà học sinh của mình có thể sang du học dễ dàng hơn. Có hôm trước là khó khăn lắm và lại đúng vào đợt dịch rồi có thể chưa được cùng đó. Ok, thế qua ra điều như thế là cái lực lượng văn phòng của như thế này rất ủng hộ, toàn các anh chị em rất là trẻ và năng lượng, đặc biệt là chúng ta cùng làm bất động sản với nhau vào hai vợ chồng thống nhất. Anh em anh chị ở đó để làm marketing thế thì thật là quá đấy mà chị. Vâng, xin cảm ơn anh chị em nhá. Anh em thì không thư ký tìm kiếm với sức chung có ý kiến gì không? Vâng. Long nhất trí là nếu như chưa được văn phòng này thì lót lại
để báo cáo chủ tịch, phó chủ tịch Nguyễn Thành Hùng nhá. Dạ vâng ạ, bây giờ em cảm ơn anh Long. Hiện tại em sắp có lịch ba, em có lịch ba giờ xét nghiệm văn phòng khác, em xin phép anh chị em luôn. Ok, rồi xin gặp cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Xin cho mình xin trao đổi ý kiến lại một xíu về cái việc xây dựng văn phòng 1 năm thôi nhá. Vâng vâng, anh Minh. Xin thì chung và này tất cả mọi người này thì bây giờ sau khi mà chúng ta đã trao đổi với nhau tất cả các cái vấn đề về cái việc xây dựng văn phòng của văn phòng Yên Thế thì nói chung thì tất cả các cái tiêu chí gồm có 11 tiêu chí thì văn phòng Yên Thế về cơ bản thì cũng đã ok, nói chung là thang điểm thì bây giờ mình cũng đã chấm ở đây và mình sẽ gửi cái thang điểm chấm để đạt tiêu chí của mức độ văn phòng nào thì mình sẽ gửi cho trong thư ký. Đấy thì một lần nữa thì cũng thay mặt cho anh em các bộ của văn phòng tập đoàn thì gửi đến cho văn phòng Y tế một lời chúc là chúc các anh chị cố gắng đạt cái được cái chỉ tiêu tuyển sinh mà anh chị đã cố gắng đưa ra. Đấy từ đây đến cuối năm chúng ta sẽ đạt được 50 học sinh nhá, giáo đốc Quân. Cảm ơn giám đốc Minh nhá. Rồi. Dạ, vâng. Vì là em Thùy em có một cái Zoom khác cho nên là chúng ta phải chào nhau sớm. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Chào anh chị.